Đây là mẫu lọc Nhật của dòng Technic 8055 các bác nha. Cỡ là cỡ 43, màu xám, đặc trưng của dòng Technic. 7 cần gạt một vế loa, cũng là đặc trưng của cái hãng này, cũng như những hãng Nhật chủ yếu. Thường thì là của Technic này và của Pioneer, người ta chỉ làm 7 cần. Và đặc biệt con này có đèn ở đầu cần, lại có cả đèn nháy. Thường thì đã là có đèn ở cần thì nó ít có đèn nháy, nhưng con này có cả hai. Báo giá cho anh em 3,6 triệu bao ship luôn tận nơi cho anh em đặt cọc là cả sẽ gói gửi đi. Có hai đường tín hiệu vào, đèn nháy xanh rất đẹp mắt này đó. Con này thì cửa hàng cũng đã bán nhiều, anh em có nhu cầu thì có thể xem nhiều clip test trước đây. Ngày xưa thì bán con này cực kỳ đắt, tầm 4,5 triệu anh em nhá. Gần Tết cửa hàng để giá rẻ tẹt bô cho anh em chơi, bao luôn ship. Nếu anh em hỏi tôi là nó có hay không thì cái trả lời cho anh em là những cái vừa gạt đó, những cái gạt cho anh em nghe nó thấy rõ thay đổi mồn một về chất âm thì là nó tuyệt hay đó. Đấy là cách để trả lời cho anh em nha. Con này dành cho thị trường Hàn Quốc, đây có cả tiếng Anh và tiếng Hàn. Đây, tiếng Anh ở phía bên dưới này, đường in và đường out, hàng vãi zin đét 100% luôn. Hai cầu điện 100 và 220, đang để điện 220, hàng vãi zin đét luôn. Để anh em xem nội thất này, nội thất cực phê luôn. Vì mày có dòng Technic thì nó sẽ làm màu kiểu này anh em nhá. Anh em cứ xem những con đâm ly nào của Technic thì nó sẽ có cái màu như vậy. Đó. Rồi, Technic đây. Vãi zin đét, còn chất âm thì khỏi nghĩ luôn. Chất âm khỏi nghĩ luôn anh em nhé. Technic. Hoạt động hoàn hảo và bãi zin đét cho anh em. Nếu anh em có lọc vào thì bộ âm thanh nhà anh em chất âm nó sẽ hay hơn 40-50% là ít anh em nhé. Nếu anh em bỏ mất lọc ra thì coi như là một cái thứ gì đó nó thiếu mất linh hồn. Nói thật đấy anh em ạ, chứ không phải là chém đâu anh em ạ. Bởi vì anh em phải hiểu là trong bộ dàn âm thanh nó có cả thớt lọc nhạc. Anh em mà bỏ mất thớt lọc nhạc trên dàn đại hoặc dàn trung, nếu anh em là đã chơi dàn rồi thì nó sẽ mất đi độ hay 50% là ít. Có nghĩa trên âm đi nó cũng có cả bát chép, nhưng mà nó sẽ không xuất sắc bằng lọc nhạc. Mua cọc tiền là cửa hàng sẽ gói gửi tận nơi cho anh em, 3,6 triệu bao ship. Minh Ao Đờ Đông ở khu đô thị Văn Phú Hà Đông, bãi đẹp zin luôn nhá. Bề ngang là 43, đèn ở đầu cần, đèn xanh rất đẹp mắt luôn. Xin chào, hẹn gặp lại các bác.